Còn lại gia đình đây người mà tất cả khán giả khách hàng của Sang đều mến thành Mỹ. Chú Sang chưa chụp hình với hai tụi con. Ừ, tí nữa chú Sang chụp. Tại gia đình. Đây người mà tất cả mọi người yêu mến đây người mẫu. Không sợ mình thương. Đây là cậu đẹp trai. Cậu đẹp trai tên gì? Che mặt đó. Cậu đẹp trai mắc cỡ. Ăn gì chưa? Tại gia đình. Đây là anh Quốc Võ. Nó tên anh Vũ Lưng. Chị Missy. Nhưng mà khi mà các bạn đi chỗ đó thì cái sao là con làm như vậy bây giờ mình tin không qua. Mình tin qua là đủ hết luôn á. Gia đình họ Võ đó. Để cúng bái tổ tiên. Để chấp nhận mọi điều này chứ. Bà này càng ngày thấy bà càng đẹp ra nha. Thiệt luôn á. Càng ngày thấy bà càng đẹp càng dễ thương luôn á. Nó phải theo em. Không phải theo đâu. Nhưng cái nét âu sầu, cái nét buồn rũ á, nó qua rồi, cái nét tươi nó lại á. Quá trời. Bây giờ nhập mặt. Nói vậy đi làm cái gì là lúc đó em cảm thấy em đi ghi rồi. Em đi thôi nhưng mà em không biết là vấn đề gì. Sau đó Hồng Lâm lên trên mộ thì lúc đó là bắt đầu em theo dõi dù đó là bắt đầu em nói được. Tại vì lúc mà coi là em đã thấy có vấn đề rồi. Đâu, không có ai có nhu cầu gì bị Hồng Lâm. Không ai có nhu cầu cái đó, tại sao lại giải thích. Quá đẹp. Con trang nhớ như từ lời rồi. À giờ đi. Kinh tế rồi. Chào em. Cái bình công chúa. Facebook nha. Ba cũng hơi bị họ rồi đấy giờ cứ về ba cũng hơi bị họ. Đó giờ sao không có lắm. Xin chào đại gia đình chú lớn của em ba lắm. Dạ. Cái bằng thép là hôm nay nhà họ Võ đủ luôn tất cả thành viên nha mọi người. Trời ơi. Chiều anh Vũ Linh đủ hết đó cả nhà, đây đủ hết. Anh Quốc Võ là luôn. Anh Lưng. Rồi Má Tư. Mi Dũ Sơ, Mi Sen. Cái
vi tính đi về. À, đây mẹ đeo đũa nha. Bao nước vậy? Nhiều vậy. Như là bỏ gì chứ là bỏ gì. Cái câu mà trả lời fan mà chị nói như đúng rồi vậy đó. Em mời chị đến nhà em chơi được không? Trời cái câu trả lời này chị mời em. Trên chén gì? Anti fan mà trả lời rất là dễ thương. Qua hậu nha cả nhà, qua hậu nha. Qua hậu nha. Hello cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Đây đó nha cả nhà, sang quay một cái cả nhà, quay lại cho một đầy đủ nha. Đây Tuấn Hồng Loan, Ni Bình Tinh, anh Vũ Lưng, anh Tư, anh Quốc Vũ, Mi Sen và đại gia đình. Và đây quay vào đây à, nọ chồm lấy đi dưới lại không tới nè. À đây YouTuber rất là dễ thương, Yên Nguyên bà Tám cả nhà. Yên Nguyên bà Tám chào cả nhà nha. Anh Sang luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ anh Quy Sang, luôn lúc nào cũng ủng hộ cho chị Hồng Loan để đạt được những cái gì mong muốn, để cho chị Hồng Loan được có nhiều cái đơn đó, để chị Hồng Loan có tiền để nuôi cháu của cậu Năm cả nhà. Chị Hồng Loan tới 5 người con nè đó, thì cả nhà luôn ủng hộ anh Sang luôn nha, ủng hộ anh Sang nha cả nhà. Chào cả nhà. Rồi bắt tay thôi, bữa nay gặp người đẹp nè. Mời đại gia đình. Cha đang like nè, dịch nè, nhìn cái like của cha nè. Dạ, chị thôi. Thôi cầm anh coi không sao hết, cho nó ướt cho nó mát không sao. Cầm anh coi lâu quá dễ đó. Rồi ngồi vô. Đứng ở đây cho con bé nó. Thank you.
dài đi. Không, ừ, đâu sao đâu. Lâu dài đi. Rồi đi vô, vô bác, bác xe xe tam ngồi cho cảm ơn mọi người. Bé nó cứ cái sợ mất mọi người muốn hỏi thăm em đây, muốn hỏi thăm đây. Dạ em chào mọi người. Chào mừng ngày là 06 năm 80. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương mình, nhà mình yêu thương cả nhà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm yêu thương em. Tim tim em vẫn khỏe mạnh. Mọi người chờ tin vui nha cả nhà. Dạ. Đầu tháng 10 em xin. Ok. Dạ. Chào anh. Bên đó hả? Ăn rồi. Tưởng em vừa chứ, bữa nay em thấy em vừa lâu hơn á. Ngày 06 rồi, xin chào đại gia đình nha. Dữ nha. Em ngồi đây với mấy đứa nha. Dạ, dạ, dạ. Có anh của anh á. Dạ, dạ. À, có bác sĩ rồi chị ơi. Mình tin nhiêu tuổi ta? Nhìn trẻ hơn. Đến giờ anh coi em lúc này một nhỏ xíu luôn. Anh hơn em mấy tuổi à? Mà đã coi em rồi đó. Anh hơn em 38 mà anh 41 là em 3 tuổi. Mọi người đang ăn rồi, tí nữa sẽ quay sau. Bye bye cả nhà. Anh hai, bây giờ là nó mới nói với em này, đáng lý nó là xuống thứ tư, em là thứ ba là vợ thứ tư. Đó, thứ tư, đây là thứ năm. Có duyên mình, có duyên mình cũng không. Thì bị 28 bữa này 9 bữa 6 ngày.